Ngày 15 tháng 9, phản ánh với báo chí, người dân thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đặt nghi vấn đơn vị thi công công trình chợ Hòa Nhơn đã sử dụng rác thải và tạp chất để san lấp mặt bằng. Theo đó, mưa lớn thời gian qua đã khiến khu vực ta luy âm gần cổng chợ sạt lở nghiêm trọng, mặt nền bê tông sụt lún, đứt gãy một đoạn khoảng 10 mét. Tại chỗ sạt lở, người dân phát hiện phần đất san lấp đầy rẫy rác thải. Lớp đất dùng để san lấp nền pha lẫn nhiều tạp chất như bùn đất, cát mịn, màu lộn xộn, dễ dàng bóc, bóp vụn bàn tay. Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Lờ, sống gần công trình chợ Hòa Nhân cho hay, từ khi công trình thi công khoảng tháng 9 năm 2020, ngày nào ông cũng chứng kiến xe ben chở đất về tập kết. Hầu hết đất đổ ra đều là đất bùn trộn rác thải, cát mịn. Đất san nền không có tính kết dính, hễ gặp mưa là xói lở. Ông Lờ bức xúc cho biết, chợ này có đóng góp bằng tiền của nhiều tiểu thương, cứ đà san lấp thi công ẩu thế này, thì đến khi đưa vào sử dụng, tiểu thương sẽ gánh hết. Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Bá Tâm, trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang cho hay, dự án chợ Hòa Nhân do công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Đức thi công đang trong giai đoạn 1 xây dựng khu nhà chợ, sân, nhà xe, nhà bảo vệ. Vấn đề công trình sạt lở khi đang thi công, ông Tâm cho hay, phần sạt lở nằm trong giai đoạn 2, giai đoạn này chưa được thành phố Đà Nẵng phê duyệt nên chưa xây dựng bờ kè áp máy, đất đổ cao hơn so với mặt đường 5 mét, lượng mưa lớn quá dẫn đến sạt lở. Chủ đầu tư đang xin bổ sung bờ kè áp máy để tránh việc sạt lở. Trả lời nghi vấn về chất lượng đất dùng để san lấp, ông Tâm cho hay, dù có lẫn bùn cát, rác thải, chai nhựa, nhưng đó là phần san lấp, đơn vị thi công thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế. Ông Tâm lý giải, khối lượng đất đổ rất nhiều, đôi lúc trong mỏ đất có cái này cái kia, mắt thường nhìn thấy vậy, có thể trong thời gian công nhân ở lại công trình, ăn uống vứt chai nhựa, đó là chuyện bình thường. Ông Trần Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Nhân cho biết đã nắm được thông tin nền bị sạt lở. Tuy nhiên, chợ vẫn đang trong giai đoạn thi công, chưa bàn giao cho địa phương, nên xã chỉ cấp giấy đi đường cho đơn vị thi công, giám sát, yêu cầu kiểm tra, xử lý sự việc. Dự án chợ Hòa Nhân do Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021, tổng vốn đầu tư dự án hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách thành phố cấp hàng năm cho Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang hơn 9,2 tỷ đồng, và vốn huy động các hộ kinh doanh chợ khác 7,8 tỷ đồng. Huyện Hòa Vang sẽ đầu tư khối nhà chợ phụ quy mô 96 điểm kinh doanh với khối nhà 1 tầng diện tích sàn 985 m2, nhà để xe diện tích 157 m2, khu vệ sinh, khu tập kết rác, khu vực xử lý nước thải, khu giết mổ và khối nhà tổ quản lý với tổng diện tích 241 m2.